Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Jugo và chào mừng quay trở lại với Fit and Grow Fish, cái series vẫn là đang được thích nhất trên kênh của mình. Thì ở tập trước mình hỏi các bạn rằng các bạn muốn mình làm con gì trong tập này. Rất nhiều bạn đã comment phía dưới đó là hãy làm con cá kiếm đi anh rất là khỏe rất là khủng ok thì vài là các bạn muốn mình làm thì mình sẽ làm cá kiếm nhưng mà mặc dù là mình vẫn thiếu 25 đồng nhưng mà chúng ta sẽ kiếm số đấy nhanh thôi thì trước khi bắt đầu video đừng quên nhấn nút like phía bên dưới mình thấy có vẻ series này đã bị uh, like ít đi rồi nên là hãy đừng quên nhấn nút like phía bên dưới nếu các bạn vẫn muốn mình tiếp tục làm series này hai tập một tuần cũng như comment ý tưởng hãy hay là các bạn muốn trình chơi con gì tập sau và xem video này muốn ủng hộ mình mình rất là cảm kích về tất cả sự ủng hộ ok hãy cùng bắt đầu vào với con cá kiếm thì xem như thế nào Nói là bắt đầu con cá kiếm đấy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải chơi con cá vàng trước Tại vì là chúng ta vẫn còn phải có tiền Mình quên mất cái vụ đấy Nó cần có 25 tiền thì chúng ta mới đủ Thế nhưng mà thực ra 25 tiền thì rất là đơn giản đấy các bạn ơi Ok Được rồi mình Con cá vàng này có một đặc điểm rất là hay ấy Đó là chúng ta có thể uh, kiếm được tiền Bằng cái cách là chúng ta Ăn những cái, cái thứ này này Đấy các bạn thấy không Đến 16 tiền rồi, nên là cái việc chúng ta kiếm 25 tiền chỉ là vấn đề rất là nhỏ ấy Thời gian rất là ít thôi Ok rồi mình sẽ kiếm đủ 25 tiền sau đó mình thử cá kiếm luôn Ok nó thử là cá kiếm luôn sẽ làm sao Ok hãy thử cá kiếm nào Đây là cá kiếm của chúng ta Rồi khả năng của nó là gì Khả năng của đó là Ok tức là chúng ta sẽ dùng cái Khi mà chúng ta đâm cái kẻ địch bằng cái kiếm này này Đó thì chúng ta sẽ gây thêm cái sát thương mình cũng không hiểu nó là nhiều hơn hay là nó nhiều lắm không Nhưng mà xem chừng có vẻ sẽ rất là ghê Rồi Úi dồi con gì cao cao u uh, la la ô oh, con cá mập kìa <laughs> cá mập búa đấy được rồi sẽ thử trên này nào con cua hello cua rồi ô oh, đúng đúng các bạn ạ Các bạn thấy không nó cộng thêm hai sáu thứ liên tục kìa đúng 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 còn rất nhiều ấy không những cộng thêm cũng thêm rất nhiều ấy tuyệt vời có thêm quả kiếm con phết Mặc dù nó cắn thì chả được bao nhiêu ok rồi rồi hãy ăn hết cả cái chỗ này nào rồi u uh, rồi level up level up level up uh, uh, uh. level ba rồi và càng lên level thì kiếm chúng ta càng khỏe các bạn ạ ồ hình cá mập bố kìa mình có nên thử xử nó không nhỉ nhưng mà cá mập bố khỏe lắm thôi 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 thôi, thôi. xem chừng nó to mình oh, có nhiều cá đấy ô con cá mập quỷ to chưa đâu 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 mày đứng lại đứng lao vào đầu con cá mập quỷ đứng lại ơ ơ oh, thế mà chưa What the heck What the heck oh shit oh shit hello hello Oh, Barracuda, 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 Barracuda mình muốn xử nó đúng lại Shit! mình bay trời rồi <laughs> trời ạ ui cơ ui cái, một, một cái kìa ui mình vừa bay bơi ngay phía dưới nó ô ui sao nó trông đấy nhở mình không biết là nó trâu như thế nhưng không sao mình sẽ kiếm lại tiền vậy mình không biết là Barracuda trâu đấy hồi trước mình chơi Barracuda nó cả kiếm nó lâm vải phát là chết có lẽ là lúc đấy là mình to hơn thật đấy nhưng mà lần này mình hứa mình sẽ chơi cẩn thận các bạn ạ mình sẽ không mạo hiểm nữa mình sẽ chơi mình sẽ chơi thật là cẩn thận mình sẽ ăn những cái thứ gì mình có thể ăn được và sẽ không đủ đởn để ăn những thứ mà to quá mức tưởng tượng nữa ok rồi chúng ta sẽ cùng ăn tảo biển và các thứ để chúng ta được kiếm một hai trăm tiền nào các kiếm kiếm là một con rất là mạnh nên là mình sẽ không dừng lại cho đến khi nào mình thống trị đại dương con cà kiếm đấy à, hoặc là không ok rồi nó ta thử quay lại với con kiếm đấy thôi nó là rất con rất là mạnh các bạn thấy là nó ở tít vào dưới này thua vài con thôi mà con gì nó sẽ rất là mạnh nếu mà mình biết cách xử lý nó và con nó vừa ăn xác của mình mình vừa chết xong có con nó la liếm luôn xác của mình hay lắm con lợn ok rồi hello mình nếu đâm kiếm ô oh! ô oh! được hết <laughs> đâm kiếm xong rồi ăn được luôn cái đấy tuyệt vời ha <laughs> ok bây giờ mình sẽ ăn tất cả cái bọn khác để xem thế nào nhá mình tin là trên kia là có một cái um, rất nhiều thịt thiết thứ nhiên là có lẽ chúng ta nên lên đấy đâm kiếm vào cục mồi thì thế nào. Thế oh, oh, oh. là mình không còn phải nhá nữa, tuyệt vời. Đấy mình cần đâm kiếm vào cục mồi thì đấy. Đấy, à, có thấy không? Ngoáy ngoáy kiếm vào. <laughs> Điêu quá <laughs> Ok. Ta ăn hết cái này không? Rồi. rồi. Level up, level up. Ồ, 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 đưa nó miếng thịt đây. Ơ oh, kìa, còn miếng thịt nữa. Ăn nốt nào. Oh, oh. Rồi. Vẫn đang level 3. Ù, oh, cẩn thận con kia, con kia kề lắm. Nên cẩn thận với tất cả bọn này. Ồ, oh, có nhiều thịt rơi ấy nhỉ? Có rất nhiều thịt luôn. Cái này tuyệt vời quá, gì nữa? đúng vào thiên đường luôn còn gì nữa. Ok. Ta ăn hết cả bọn này nào. Level 4 rồi. Level 5 rồi. Ôi trời ơi, cá bập kìa. <laughs> chúng ta phải cẩn thận với nó, chúng ta phải cẩn thận với nó, chúng ta sẽ ăn những cái thứ gì có thể ăn được thôi Rồi chúng ta sẽ té té xa xa con cá bập đấy. Rồi nhanh, ok. Được được, được rồi, được rồi. Ta cứ nên đi cẩn thận. Ô, trên kia có xác con gì các bạn ơi? À không, nó nó là con bình thường, nó không phải là xác. Đây đây đây, có xác con này. Ô, xong cái bập đây. Yes. Ô, xác cả kiếm à? mình mình sẽ đẩy cái xác đồng loại của mình lên trên kia à, nếu cậu có thể cậu hãy uh, nhìn nó đứng sáng một mình điêu ấy <laughs> đẩy đẩy xác lên trên đẩy xác lên trên mặt nước đi Cố lên nào ô ô, ô. nào lên lên là lên là lên là lên lên nóc nhà nó lên nóc nhà wow nó không phải là nóc nhà nhưng mà nó vẫn là mặt nước yes bây giờ mình có thể ăn thịt đồng loại của mình rồi <laughs> tuyệt vời mặc dù là cái logic của game này thì đúng là không ai hiểu được vô cùng là một con đấy nhưng mà khi nó còn uh, nó còn nguyên hình thể thì mình không thể ăn được thế nhưng mà khi mà nó thanh thịt rồi thì mình nghĩ... Oh! Ơ! Shit, 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 shit Mình phải ăn được con này, phải ăn được con này Ơ! Uh, đùa! Lạng lách đánh võng Ơ! Uh, Ơ! Uh, mày đùa tao à? Uh, Ơ! Quan hệ đấy! Cái kia rồi, kia rồi, này phải được, này phải được các bạn ạ Ơ! Ơ! Khô! What? Ơ! Uh, cái con này đều cứ... Cực... Cái cái con này khả năng đặc biệt của nó là lạng lách đánh võng à, đổ lãi ghê kia vậy? Không sao, mình sẽ ăn con này mm. Ok, mình phải rình 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 rồi Ư ừ. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, mà đập Ư Ô, thôi, 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 có con đang quay quay với Vicky Dung ở đấy Ô, cái gì kia Ô, ô, ô Lại xác con gì nữa này Cá mập à? Hay là xác con gì? Cá mập đúng không? À không, Barracuda, Barracuda, Barracuda to phết Ô Ghê oh. đấy Xác Barracuda to quá Ok, chúng ta ăn xác này chúng ta lại lớn lên chứ đây mình là động vật ăn xác không phải động vật ăn thịt nữa nói chung là động vật ăn thịt nhưng mà kiểu giống con kèn kèn con quạ diều hâu các kiểu ấy ăn xác thì sống ăn xác thì sống <laughs> ok sẽ ăn nào là lên vừa mười rồi đấy để mình còn chưa tấn công được con nào ồ con oh, kỳ to quá thôi oh, không nên lại gần con đấy ô oh, nhìn nhìn nó đớp kìa mình không nên làm như thế ô oh, con cua con cua hello cua mục tiêu dễ dàng của ta Hello cua của ta, mục tiêu dễ dàng, đáng yêu Ngu si, từ chi không phát triển, đần độn Ok, nó chết chưa? Nó chết rồi đúng không? Mình sẽ tha lên trên mặt nước Ồ thôi, nó chết luôn, nó chết hẳn rồi, không cần phải tha mặt nước nó cũng chết <laughs> Được rồi Có nhiều bạn hỏi về dưới phần comment là tại sao mà anh cứ chơi vài phút mình chết Thực ra không phải mình chơi vài phút mình chết, mình chơi khá lâu rồi Nhưng mà đến cái lúc mà mình chết thì mình mới cắt cái đoạn quay lại chứ các bạn sẽ không muốn mình xem ô con này chết rồi à? Này chết sẵn rồi à? Oh shit, sao nó chết mà không ăn nó nhỉ? Vẫn còn xác của nó đấy thì nó nhìn cường nó đang mơ ngủ level mười bốn các bạn nhanh cơ nhanh ghê chứ mình cũng to phết đấy chứ ok cũng cũng không, không có nói nào đâu được Rồi rồi ô, ô ô con này ơ à, cho tao ăn một con được không sao chúng mày chui qua đấy ô ô ô đây có con đây có con mà mấy con này ôi nhanh quá nào cho tao ăn một con thôi một con thôi một con thôi một con, thôi. Một con thôi mà cảm ơn yes ô oh, nó bị dính rồi nó bị dính rồi này nó sẽ bơi chậm hơn đúng không cố lên nào cố lên nào. giết nó giết nó à. Ah, yes Cắn hai phát, rồi ba phát Yes, ui, ba phát mình cắn thôi Cộng thêm quả kiếm của mình, trợ đâm nữa Thì là nó gần như là tuét não luôn Tuyệt vời, wow Level up, level 16 các bạn ơi Tuyệt vời chưa, dưới kia con gì đấy Con gì nghe chừng có vẻ nguy hiểm quá Con gì đang cắn nhau đấy Hay trên đầu mình, hay đâu đấy Con gì đang cắn nhau đấy Con gì quay 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 kinh ấy <laughs> Ôi rồi ôi Ôi dồi ôi, tôi biết rồi, tôi biết rồi, nó là con cá mập Hơ, oh, con Gorillaz đây, con Gorillaz đây Ui thôi 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 Cá mập đấy không phải cá mập hổ các bạn ạ, nó là một con boss đấy Một con boss nên là nó sinh ra cái nó to rồi Chứ nó không, không phải con cá mập hổ, cá mập hổ vẫn phải Ăn dần nhiều con nó mới to được, ôi oh, con Gorillaz đây Nếu không có con cá gì đây mình có thể ăn được Gorillaz oh, Yes, yes Yes Ui cái kiếm mình đông khỏe vãi, các bạn nhìn thấy không Mình quấy cái, này nhìn quấy Ui quấy để con rửa thịt oh, 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 oh. khỏe vậy nhìn quay 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 một lúc lên là thịt nó vỡ hết là ra ồ oh, con cua, cua to con cua to ồ oh, trên đầu mình oh. <laughs> mình vừa mình vừa bơi qua con cá mập đấy nào hay thì con này nào chết đi làm ơn chết đi tao cắn mày nhiều thế rồi mà mày không chết à làm ơn mày có chết được không đấy làm ơn đi tao không muốn cắn mày thêm quả nữa đâu làm ơn chết đi nào làm ơn nó thực ra ý là ý mình là nó chết rồi nhưng mà ấy đúng rồi rồi bây giờ, bây giờ các bạn bây giờ kỹ thuật Quấy mỏ Quấy mỏ quấy mỏ quấy mỏ đấy seco đây là cá seco các bạn ơi cá seco <laughs> ok đấy quấy mỏ quấy mỏ để cho thịt nó tan ra yes yes ui rồi ui rồi hai mươi luôn ăn con đấy lên nhiều level dễ chưa u uh. con này cái phết ố ồ, ồ con luôn con lươn con lươn con lươn mày lươn à mày lươn à mày lươn ơ à? ơ mày đâu rồi ơ mày đâu con lươn kia à cá ngựa vằn à cá ngựa vằn cá ngựa vằn à ôi to quá à nó nó nhanh quá tại vì nó bé hơn mình mà ô oh, gorilla 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 <laughs> cắm đầu vào chỗ không nên rồi em ơi cắm đầu vào chỗ không nên rồi ô oh, rồi ôi Con gorilla thì to vãi thôi 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 <laughs> mình mới vào đã bảo các bạn là mình không đi vào hiểm rồi đây là tốt nhất là mình đi cẩn thận ô con có nhiều con to dưới này thế cái vùng này cái vùng biển của những quái vật thế sao ấy con gối thì ô oh, con, con này con này con này ăn được này mình nghĩ là mình có thể ăn được con này mình không chắc lắm mình không chắc lắm mình không chắc không chắc một tí nào à không chắc một tí nào cảm ơn cho tao ăn con này nó chết chưa nó chết chưa nó chết rồi các bạn ơi có có lẽ nào ui các kiếm khỏe vãi trưởng nó chết rồi kìa các bạn thấy không nào hãy hãy ngoái 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 trước kìa, ui con cá mập lại Ồ. Oh. Rồi. Yes. Ăn thêm nào. U. Oh. U. Oh. Wow. Nhìn số thịt này. Ồ oh, con này khỏe vãi. Cái 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 kiếm của nó ở trước mũi khỏe vãi các bạn ơi. Một con to như vậy mình tưởng là nó sẽ giết mình mà cuối cùng nó không hề hấn gì mình cả. Mình thịt nó một cách không gọi là không còn gì nói luôn ấy. Mình đâm một phát thôi mà nó đang ngỏm rồi. What the heck? Ồ, oh, con có nhiều thì thế này quá Chúng ta ăn được lên level liên tục Level 27 các bạn Nhanh quá Nhanh thật Wow Dưới kia một cá kia giống mình Chắc là nó bé hơn mình đấy Mình nghĩ là nó bé hơn mình Hú Mình lên level nhanh thật đi Mình xem theo đồng hồ của mình là mới có 7 phút Ồ, oh, con cua hết là cua Nhìn mày ngu quá Tao phải ăn thịt mày Nó chết luôn này Các bạn nhìn em Chả lâu nó chết Cua chết nhanh kinh khủng luôn Đấy, to như thế cơ mà Đấy, chết rồi Các bạn thấy nó chết nhanh không? Ồ, oh, trên, trên đầu mình có gì đấy À, còn cả kiếm khác <laughs> Mình cứ tưởng con cá mập Bây giờ mình chắc... Ồ, oh, con Gorillaz rồi Con Gorillaz cẩn thận đấy, con Gorillaz nó có thể nuốt nuốt chừng đấy Nó đâm thẳng xuyên thủng và nuốt chừng Con này kinh lắm, kinh lắm các bạn ạ Nên là chúng ta phải cẩn thận con đấy Mà chúng ta có rất là nhiều thịt đây, nó thể ăn được thịt này Ui rồi, các bạn thấy không? Đâm phát thịt nó tué tué ra này Ú, uh, uh, uh. Nhìn này, quẩy cái, ôi rồi Ôi, mình có thể ăn được những cục thịt khổng lồ luôn <laughs> Wow, các bạn thấy không mình nuốt chửng tất cả những cái cục thịt đang trôi nổi đấy đây vừa 33 rồi không biết con này có thể là con đầu tiên mình lên level 100 không nhỉ ô oh, xem cái kiếm oh, nữa con ô này, con này con này con này mình thích ăn được không ăn được ăn được ô oh, ô oh. làm ơn mày chết đi làm ơn mày chết đi đừng đừng giết tao đừng giết tao mày phải chết mình biết rồi không phải nói nữa mình biết rồi mình thề lần này mình sẽ không mà gia nhập vào cái hội đồng nguy hiểm nữa mình biết trên đầu mình con cá mập rồi rồi mình sẽ chơi thật là một cách thật là an toàn các bạn ơi mình chơi thật cách thật là an toàn ăn cơm thừa canh cạn của những con trên này ok ăn cơm thừa canh cặn thôi này mày đừng cắn tao bây giờ chứ làm ơn đi Mày có chết được không Mày chết bây giờ là hợp lý đấy Làm ơn Có chết được đúng không Ờ tao nhấp mày lên trên này Tao ăn thịt mày Phí quá Mình thấy phí lắm Mình tiếc lắm các bạn Không phải mình không tiếc đâu Nhưng mà thôi chuyện đã rồi Đâm lao thì phải theo la các bạn ơi cái, 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 cái kiểu gọi là cứ thấy mình to quá nên là cứ ảo tưởng sức mạnh ấy nó khổ lắm các bạn ơi mình không muốn thế nào đâu mình có phải là mình cố tình chết đâu nhưng mà nhưng mà nhưng mà mình làm nào được mình cứ bị cái cái chỗ thịt để nhìn buồn cười nhỉ <cười> ok chúng ta sẽ ăn tiếp mình ghét con đấy rồi đấy bao nhiêu lần rất là nhiều con mà mình bị ăn chết bởi cái con cái con 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 chả biết nó gọi là con con gì nữa nó chả là con cá gì cả nó nó giống một cái con lươn một cái con gì gì đó mình chả biết nó gọi là con gì nữa nó điêu điêu nhìn nó xấu xấu còn bẩn, bẩn mà giống cái giống cá đấy thường nó ở dưới đáy, đáy đáy đại dương đấy mà chả hiểu sao con này nó lại ăn phải cái gì mà nó lại trên tít thế này trên này nữa đây đồ ăn này được rồi level 7 rồi <laughs> đến bao giờ mới được lên lại level trước đây chơi cái kiểu ấy quá mạo hiểm quá không phải mình cố tình đâu mình chỉ nhỡ thôi ai ngờ mẹ là quả đấy đáng nghĩa thực ra là mình cái khả năng mình ăn được là có thật các bạn không hiểu không nhưng mà máu của mình ý, mình lên level quá nhanh ấy là máu của mình nó chưa kịp hồi mình đã lên level rồi ý. đấy mới là cái vấn đề chính khi mà máu của mình nó vẫn chưa kịp hồi và mình đã lên level rồi nên là máu của mình sẽ bị mất ở tầm vài vài giọt đấy cái kiểu kiểu đấy mà lấy trong lần này là mình lên level từ level 20 lên level 30 quá nhanh ấy nên là máu của mình mất một nửa luôn Thế <laughs> là điều đấy rõ ràng là không tốt một tí nào đúng không và đấy, các bạn thấy đấy hậu quả của nó ở đấy ok được cái con này xỉa thì rất là sướng đấy chỉ cần ngoáy 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 tí là thịt nó sẵn sàng nó tan nát Ồ oh, Ồ oh, con này ăn được không ăn được đúng không ui Dám ăn, nó có con đến gần chết rồi Level 11 rồi các bạn ơi Yas coi thể thịt sướng thật đấy Mình chỉ cần ngoáy 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 một tí thì là thịt nó nát hết ra Con cua này hello cua Hello cua Hello cua Tao sẽ thịt mày Oh shit No 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 đồ, anh ơi Em 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 nhầm Em nhầm hàng em nhầm hàng Em nhầm hàng Có một câu mà cái cụ ngày xưa bảo là Sông có thể cạn Núi có thể mòn nhưng những thằng ngu thì không bao giờ khôn lên được. đây sẽ là lần cuối mình thử con này. mình ở đâu này? Ho oh, ho đi ra từ trong đá, best haha <laughs> được rồi. mình ăn thật là an toàn các bạn, lần này mình hứa mình thề mình đảm bảo mình làm thật là an toàn. mình chỉ ăn những cái thứ gì có thể ăn được và mình <laughs> ngoại trừ là có con đằng sau đấy. ôi ơi hãy nhìn nó kìa nó khác gì một con quái vật thổ lúc nét không chứ thì muốn ăn tươi nó sống cái th thân thể bé nhỏ của mình thôi ý mình khổ lắm mình buồn lắm các bạn ơi mình cũng muốn thế đâu thân thể này của mình cha sinh mẹ đẻ mình nó, nó, có mỗi cái vòi ấy này nó giống nó hơi bỏ nhọn giống xe cô thôi mà nó ghét mình các bạn ơi khổ lắm ý mình có muốn thế đâu có ai muốn thế đâu nào không sao hết tại vì là dù đời nói gì đi chăng nữa chúng ta vẫn cứ làm mình thôi hiểu không rồi là mình là lên level 3 rồi đấy. Đấy, các bạn thấy nhanh không? Level 4 rồi. Level 4 rồi, level 4 rồi. Mà chúng ta có rất nhiều thực cơm thừa canh cặn đây. Thì ăn tất cả ở cái chỗ này. <laughs> ok. Được rồi. Mình rất thích cái kiếm này tại vì là cái việc ăn của nó bây giờ mới lên mới lên vào đầu để ăn có thể hơi khó một tí các bạn ơi. Nhưng mà khi mà chúng ta lên level tầm 10 trở lên ý chúng ta chỉ cần ngoài kiếm một tí là sẵn sàng thịt nó rơi hết ra. Như vậy là rất là lợi ích cho mình tại vì là mình cứ không còn phải cắn từng miếng thịt nữa ấy. Đấy các bạn thấy không? Các bạn thấy không? rất là nhanh rất là gọn ngoáy 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 để ăn câu câu cửa miệng mới ngoáy để ăn hay lắm thế nào con kia có ăn được không thôi tốt nhất là mình không nên động vào con nào bây giờ mình nghĩ là mình cứ phải lên level cao cao một tí mình cứ sức tấn công nó cao cao một tí thì hãng động vào mấy con đấy mình nghĩ là thế các bạn nghĩ giống mình không mình biết là các bạn nghĩ giống mình mà đừng có chối nữa Hô em xin chào anh cơ ôi em xin chào anh gorilla <laughs> em chỉ là một con uh... Cá kiếm rất là hiền lành, tử tế, ngoan hiền Ui rồi ôi, mình tưởng là con cua Chỗ này mình tưởng là bọn cua, cái bọn rong rêu tạo biển này Cứ tưởng là cua và cua quái thì nhiều thế Được có thêm, có thêm thức ăn này Tuyệt vời Ok Thêm thức ăn thì mình càng có nhiều cái để ăn Càng nhiều cái để ăn mình càng lớn nhanh Con cá bắp búa kìa Mà mình không nghĩ là mình nghĩ động vào nó Đơn giản là tại vì là con cá bắp búa cái khả năng đâm à, ăn thịt của nó rất là nhanh ấy. Và... Ui Hồ con gorilla to đùng nó trưởng mình luôn đấy chả phải đùa Ho oh, 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 Shit Có là chúng ta cứ nên ăn mấy cái thứ ở trên mặt nước này cho đến khi mà chúng ta khỏe hơn một chút level 9 đấy các bạn ơi Level 9 rồi, cố lên đang level 10 nào Cố lên level 10 nào Ok, thịt đây Rồi, hay lắm Rồi Level 10 rồi, cố lên level 11 luôn Đằng này Rồi, tuyệt vời, level 10 Dưới này con gôi lát nhưng mà mình con đấy vẫn hơi to Con cua kìa, con cua kia mình vẫn nghĩ là to tức nhiên là mình sẽ ăn mấy con nhỏ nhỏ thôi ăn mấy con này thì được rồi Ồ, oh, gorillas kìa, gorillas kìa Chạy trốn khỏi Goliath ngay Goliath đấy một nó to ấy Không phải nuốt chửng mình nếu mà nó to hơn mình quá nhiều Nó, con đấy nó không to hơn mình quá nhiều đâu Nhưng mà mình vẫn không muốn động vào nó Như, như mà mình nói thế Mình không muốn chết Ok Mình không muốn chết một tí nào cả oh, con này nó vừa bị mình đâm mà nó vẫn chưa chết à Mày có định chết không hả À, nó cắn mình kìa No, mày không được cắn tao Bởi vì tao sẽ cắn mày Ồ, oh, con to hơn <laughs> ta tha 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 làm ơn làm ơn tha cho em làm ơn tha cho em oh, come on come on man mình các bạn nhớ cái việc mình nói là mình sẽ thử nốt lần đấy không mình sẽ thử lại một lần này là lần cuối một lần thôi xin một lần nữa để gọi em tên ok mình thử nốt lần này thôi mình hứa mình thề mình đảm bảo mình không muốn uh, kết thúc một cách quá là bất ngờ và thú vị như này đau khổ lắm các bạn ơi đấy có, 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 vui vẻ gì đâu cơ chứ đấy các bạn thấy mình có khổ không chứ trên mặt nước bây giờ nó có chẳng có cái gì mà ăn nữa với mình thế lần trước mình ăn hết rồi còn đâu nữa còn cái gì đâu ồ oh. à uh. uh. hello ôi giời ơi <laughs> nó chui từ dưới ông bé lên <laughs> ôi rồi. Ôi rồi. Hai con to này nó nổi mà nước. Con nào chết con nào? Mình muốn có một hai con này nó giết nhau. Sau đó một con sẽ chết, sau đó nó sẽ vứt xác đấy và nó sẽ không thể ăn và mình sẽ ăn thịt nguyên một con to đùng như thế và mình sẵn sàng mình lên level rất là cao nếu mình ăn được thịt con to đùng như thế. Nhưng mà có vẻ như là chuyện đấy sẽ không xảy ra. Nhưng không sao, nó vẫn có thịt được ở đây. Nhiều ấy chứ. ôi đây là ô vừa có con gì nó chết đó ở đây to phết. Ok. Càng tốt. Mình sẽ ăn hết. Mình ăn hết những con gì có thể. Ok Rồi level up rồi level up rồi level up rồi Rồi Lại có thêm nhiều kinh nghiệm nữa Ăn nhai 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 nát ra Nhai nát ra bây giờ mồm mình hơi bé nên mình chỉ nuốt được những cái miếng nhỏ nhỏ này thôi Đó Nên là mình phải nhai hết những tất cả mọi miếng ra thì mình có thể ăn được Chứ khi nào mình lên level tầm 8 9 rồi thì À tầm 10 rồi thì chúng ta chỉ cần ngoáy Ngoáy vòi đây để chúng ta có thể ăn được những miếng to Ok Ok Rồi Level 6, level 7, lại lên level 7 rồi rồi rồi, mình không được con số 7 nó may mắn một tí nào cả. Mình không hiểu sao có nhiều người thích con số 7. Why? U u. Nếu mình có thể tránh được con cá bập kia. Ôi oh, mình bơi lùi được các bạn ơi. <laughs> mình bơi lùi được. Giờ <laughs> biết cá bơi lùi. Nào, ơn đừng ăn thịt, đừng ăn miếng thịt đấy. Đúng rồi. Hãy cứ đi đi. này thì anh cứ đi 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 đi, đi và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao yêu thương thế nào, em chỉ cần ăn thịt thôi. <laughs> <laughs> best uh, best ca sĩ Việt Nam 2017 Dương FG <laughs> ok rồi 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 yes lên level 10 các bạn ơi lên level, level 10 rồi yes level 10 rồi tuyệt vời oh, là là hãy đi xuống cái này hãy đi xuống cái này u oh, u oh, nhiều gì thế hay quá hay quá đợi mãi cái giây phút này Để ra chứ lại tuyệt vời ui rồi các bạn nhìn thấy mình ăn không ăn không còn phải nhá luôn cứ thế mà gặm thôi đây là 12 rồi kìa quá nhanh quá gọn quá ngọt quá tròn luôn rồi Hay đi tiếp nào mình nghĩ là mình mới bắt đầu cái chuyến đi săn những con như thế này chẳng hạn đấy con như thế mình nghĩ là mình nên đi săn mình đâm nó rất là đau có thấy không cái điểm tiếp xúc của nó là kiếm của mình ôi rồi thịt nó đi kìa nhìn này đây ngoái thịt ngoái ơ à solak à. solak kia à. solak solak à. kia đấy tao thấy không nát bét ra luôn không cần phải nhá gì luôn Chỉ cần ngoáy cái vòi thôi sao bé không lắc Ui có nhiều thi thế Tuyệt vời Ù ù yes, không cần phải nhá gì luôn Cứ thế mà nuốt thôi Chỉ cần đi qua cái là tất cả những cái thì nó sẽ bé ra Đấy Ù, cứu sát có gì? Ồ, sang à? Không phải Gorilla là có con gì nhỉ? Bibo, Bibo gì? Nhưng mà nó rất là to Nhưng mà chỉ cần nó to thôi, mình không quan tâm là cái gì nó không to đến mức như mình tưởng nhưng mà nó khá là to so với những gì mà mình nghĩ what mình không biết mình vừa nói gì đâu đừng để ý <laughs> nó không to như mình tưởng nhưng mà nó khá to những so với những gì mà mình nghĩ best logic việt nam ok level 19 rồi 19 rồi các bạn ơi chúng ta cứ ăn ăn những gì có thể đã rồi có đây level 20 rồi chốc Ồ có nhiều thịt thích nhỉ Cứ như này chúng ta chẳng bao đâu chúng ta to khổng lồ mất Mình thì không muốn thế một tí nào Nói đùa thôi mình muốn thế lắm được rồi Rồi level 20 Tuyệt lắm Tuyệt lắm bạn ơi Tuyệt lắm bạn ơi ra này thế nào Đâu rồi đâu rồi Mấy con kia đâu Đâu rồi Mình vừa thấy con Kodiath nó ở đằng này cơ Con lát là cái con mà một to to nhưng mà nó bé hơn mình Nên là mình đang muốn xử con đấy Các bạn thấy không Các bạn thấy máu của mình không Đang là 158 Tại vì là mình lớn quá nhanh ý các bạn Ủa Chứ này là cái bãi tử địa hay sao mà sao mà nhiều Sắp tử thật rồi đấy Sắp tử thật rồi đấy nếu mình còn đứng đấy nữa là con cá mập nó dồn nó cho mình tử luôn đấy em em bơi lùi ah, ok cảm ơn cảm ơn anh đã cho em một con đường sống em rất là cảm kích vì những gì anh làm cho em giờ anh ấy để cho em ăn nốt chỗ này thì em còn cảm kích hơn hai ba rồi các ơi hai ba rồi 23 rồi oh yes mình cứ ăn mấy thứ trên này mà cũng khối tiền ô con cái to vãi đúng cái đấy nó hốc được cái gì mà sao nó to thế what the heck mình không biết là cái, cái, bọn này biến dị kiểu gì nữa, xăm to đấy nhỉ Level 26 rồi Cố lên nào, cố lên để quay lại level 3 mấy nào Hay level 100 càng tốt Level 100 mình có thể ăn được con cá mập Ô Tại sao <cười> <cười> Tại sao, <laughs> Tại sao? Well. Khi mà hy vọng có một chút le lõi thì cuối cùng là chúng ta phải thất vọng đặc biệt là chúng ta có đủ 500 trăm năm đồng tiền chẵn <laughs> không biết tại sao thế nhưng mà dù sao thì cũng tạm biệt các bạn hẹn gặp lại video sau nếu các bạn thích video này vẫn đừng quên nhấn nút like subscribe channel của mình nếu chưa subscribe và hãy xem video này là nếu các bạn muốn ủng hộ mình cũng như comment phía dưới các bạn muốn mình làm con gì tiếp theo tạm biệt các bạn hẹn gặp lại mình là dũng cả